Hey. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái clip test cái cây Steadicam Homemade. Cái này mình làm bằng cái cây gậy tự sướng nè. Các bạn có thể mua cây gậy tự sướng. Đó, cái này là cây gậy tự sướng nha, ở khúc trên nè. Mình sẽ làm cái video hướng dẫn cách làm. Ở đây mình cái này là mình test trước. Đó, cái này là khúc gậy tự sướng tới đây thôi. Đó, từ đầu cái này là cái chỗ mà gắn Bluetooth nè. Để đây lên đến đây. Để trên này mình làm, mình lấy một cái ống PVC. Ống nhựa PVC, mình khoan cái mình lấy cái ống mình gắn vô để mình làm cái độ chặn lại để cho cái lò xo ruột này là ruột gà nè. Lò xo. Đó, mình nhét vô giữa ở đây, mình làm ở đây nó có ngăn ốc, mình tháo ra mình nhét cái ống nhựa PVC vô dễ dàng. Đó, thì nó sẽ tưng tưng như thế này, mình đi nó sẽ nhấp thế này để giảm rung. Đó, cái này dễ thôi, tại do mình chưa có không có hàn được. Khi mà bạn làm hàn được thì sẽ làm đây một cái khúc chặn lại thì mình làm dễ hơn, đẹp hơn. Thì như mình cải tiến mình sẽ làm khúc dưới này thì mình làm gắn vào một cái cây. Ở dưới đây là cái cây của cái bàn của cái ghế tập tạ, thì cái này dư ra mình lấy mình gắn đây, hoặc là các bạn có thể ra mua một cái cây bằng sắt chữ V hay là cây bằng sắt đặc đó, các bạn gắn vào cái chân để cho nó cân bằng. Và có cái những cái lỗ ở dưới đó các bạn có thể khoan để mà lắp thêm những cái con bằng sắt, miếng nhỏ để nó cân bằng hai bên á, để mình gắn được những cái camera lớn. Đó nha, như thế này. Để thấy cái ruột gà nó nhảy nè. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn cái máy quay vô. Bây giờ mình đã gắn được cái máy quay vô cái này rồi, cái cây này rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi. Mình sẽ test ở ba mức, là thứ nhất là đi bộ qua kia đi qua này ha. Qua đây đi qua như vậy. Để mình test ba cái mức. Thứ nhất là đi bộ bình thường. Thứ hai là đi bộ nhanh. Và thứ ba là đi hầu như là chạy. Bây giờ mình sẽ bấm quay nha. Đây. Đó, bây giờ nó quay rồi. Ây dạ. Mình cầm cái này. Nhúc nhích nè. Đó, bây giờ mình sẽ đi bộ. Ok. Coi nó giảm rung nhiều hay không. Ở đây rất là tối, có một cái đèn thôi. Đó, tới đây tới thui rồi. Giờ quay lại nha. Giờ sẽ đi nhanh hơn một xíu. Đây. Đó, bây giờ nó quay rồi. Ây da. Cầm ở đây. Đây, nhúc nhích nè. Bây giờ mình sẽ đi bộ. Ok. Coi nó giảm rung nhiều hơn không. Đây rất là tối, có một cái đèn thôi. Đó, cái đây tối thui rồi. Giờ quay lại. Lại nha. Yeah. Nhanh hơn. À, cái này nó lắc. Do nó cái này mình thấy là chống rung chỉ có một trục thôi. Giống như là tương đương như chống rung một trục thôi. Cho nên nó sẽ lắc qua lắc lại. Mình thấy nó sẽ lắc qua lắc lại. Cái tay này chậm nó xoay. Nó lắc qua trái và phải. Bây giờ sẽ đi nhanh hơn một xíu. Đi nhanh hơn. Cái này nó lắc. Do nó cái này mình thấy là chống rung chỉ có một trục thôi. Giống như là tương đương như chống rung một trục thôi. Cho nên nó sẽ lắc qua lắc lại. Mình thấy nó sẽ lắc qua lắc lại. Cái tay mà cầm nó xoay. Nó lắc qua trái và phải. Bây giờ
Bước thứ ba là sẽ chạy, chạy từ đây qua bên kia để mà cái chân rung nha. 1, 2, 3. Bước thứ ba là sẽ chạy, chạy từ đây qua bên kia để mà cái chân rung nha. 1, 2, 3. Giờ chạy nhanh hơn xíu nữa. Giờ mình sẽ về mình biên tập lại thì để coi nói chung cũng tốt thế nào. Ok, xin chào các bạn. Giờ chạy nhanh hơn xíu nữa. Rồi, qua đoạn đường. Giờ mình sẽ về mình biên tập lại thì để coi nói chung vùng tốt thế nào. Ok, xin chào các bạn.